Xin chào cả nhà. Sáng hôm nay trước khi đi làm thì mình phải tranh thủ ra vườn để thu hoạch tất cả các loại rau củ còn lại ở trên giàn. Lý do là bắt đầu từ ngày mai trời lại mưa và rất là lạnh rồi. Mà khi nhiệt độ dưới 10 độ thì bầu bí mướp là nó sẽ bị thâm và nó không ngon, cho nên là mình thu hoạch hết, kể cả là su su nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi thu hoạch nhé. Đây là cái đợt su su cuối các bạn, là mình thu hoạch hết nhưng mà quả nó cũng to hết rồi. Su su nó cũng dễ, không cần cắt cắt cũng được mà rất bằng tay này cũng được luôn. To đùng. Là rơi luôn vào vị. Trời là nặng rồi các bạn ơi. Chỗ này nó xa quá. Đây là cái quả non nhất của giàn nhé các bạn. Tóm lại là năm nay thu hoạch được hết. Và đây là toàn bộ chỗ su su mà mình thu hoạch được sáng như hôm nay nha các bạn. Hơn một sọt luôn. Là chỗ này mình sẽ để ăn tươi trong vòng vài tháng. Chứ su su là không cần phải trữ đông nha các bạn. Bây giờ mời các bạn tiếp tục cùng mình đi thu hoạch mướp và su su ở một góc khác nha. Và hôm nay cũng là lần cuối để thu hoạch cho tất cả các loại mướp và bầu của mình. Đây là mướp khía nha các bạn. Mướp khía ăn thì cũng ngon như là mướp bình thường, nhưng mà nó chỉ vất vả cái đoạn gọt, cho nên là mình không thích lắm. Quả rất là to. Quả này còn non cũng cắt luôn. Non cũng đi. Đây là mức hương này. Hương. Nếu mà tính quả non với bé như này thì còn nhiều lắm. Ví dụ mà trời ấm nó khoảng 1-2 tuần nữa là mình phải được vài chục quả nữa. Đây các bạn nhìn, toàn là mướp bb, cái này một tuần nữa là rất là ok, nhưng mà thôi. Nằm khu khỏeo ở trên giàn. Rất là nhiều.
bé bé. Vội. Còn những cái loại bé bé như này chắc phải 40-50 quả. Không cứ có thể vòng kim ra. Vậy luôn. Đây có một quả các bạn nhìn nhá. Không nhìn thấy. Nó nằm khùng khèo như con mèo ở trên này. Nó nằm trên giàn mà không nhìn thấy luôn. Rất là sai. Nhưng mà mấy quả đấy nó to rồi. Bầu này cũng đi luôn, mặc dù nó còn rất là non. Cuối đợt là mình không có thụ phấn cho bầu nữa mà nó vẫn cứ đậu nha các bạn. Mấy quả bí tía bí tẹo. Và đây là toàn bộ chỗ su su và mướp mà mình thu hoạch được ngày hôm nay và cả bầu nữa. Su su được cỡ khoảng 30-40 quả, mướp cũng khoảng 30-40 quả nha các bạn. Ôi nhiều lắm, mướp nguyên một sọt đây. Nguyên một sọt mướp. Và cả hai quả bầu nữa. Mướp ăn không hết thì để trữ đông, còn su su thì mình để ăn tươi hết. Su su để được vài tháng nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào và tạm biệt các bạn nha.